Thank you.
tâm mang theo những nghi ngờ, và con đường kia quá dài, cả đôi chân ta quá tải, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn tổng khó để mình thách ra lòng vững, để làm đi đứng hoang ngó. Cảm giác của em bây giờ lúc này thế nào? Cảm giác của em bây giờ là nóng, nóng mà sợ tay nóng.
Chào anh chị Thái nhé. Xin chào anh chị Thái. Chào anh chị Thái nhé. Rồi nàng quá. Rồi nàng quá. Bình thường. Bình thường. Okay.
ra đâu. Con nai ngồi cạnh con trồn. Nai đâu? Là con nai, là con trồn. Con trồn đó. Rồi, mỗi người cầm một ít nhá, cầm đồ nhá. Anh em cầm hộ mình mấy cái ghế nhá. Cầu cầu ấy. Chuẩn. Người vận chuyển giỏi thế. Người vận chuyển. Yes, I'll come back to you. Then I'll ask what. Thank you.
Hồ Chí Minh kiểu gì anh nhớ em nhất đấy. Mà cái câu tuyệt vời á, cái câu mà anh sử dụng đầu tiên ở trong lớp ấy, phải không? Ai mà sử dụng trước là đấy là lại của anh. Đặng quyền nhỉ? Nhưng mà đã đăng ký đặng quyền chưa? Chưa đăng ký bản quyền. Đặng quá, mạnh quá. Nếu bây giờ phân tích nhá, bạn đã đầu tư đi, đầu tư cái con đấy. Đúng rồi, đầu giới thiệu không phải là đầu tư. Mà dân thân mình đéo con mua con đấy.
hiện tại thì đương nhiên là không mua, phải 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 đào tạo được từ nhiều. Mẹ con ấy mẹ cũng giờ giữ gương. Bởi vì nếu mà để ở thì chỉ bán cho bản địa thôi chứ làm sao bán được cho người khác. Ông mua cái ông ạ, con cũng tiền to dân đấy thì cũng khoảng bao nhiêu? Rồi. Rồi. Đây. Anh ngại tiền nhá. Đây. Đây của tôi. Đây lấy lên một cốc đá nhỉ. Cho anh hai cốc đá. Mấy cái biệt thự này có. Đây để một con nữa sang bên này cho ăn. Đúng rồi, ngay khi rồi có món mới rồi anh em lên phát đi cái cổ vũ ra. Rồi, cho một cái đi. Rồi, anh em nâng lên làm cái đi. Sức khỏe bác nha. Em anh cảm ơn anh. Món mới. À, ok. Anh em. Sức khỏe. Sức khỏe. Rồi nha. Rồi, sức khỏe. Sức khỏe. Em thích ăn cánh rồi. Mời thầy nha. Uống rượu đấy á, tuyệt cú mèo. Làm niềm vui. Cốc bé này phải uống hết đấy. Vui mừng và tự hào về điều đó cho nên là chỉ có ăn thẳng có chân nhỏ này. Cái này là chín quá đã này. Vui, anh Linh mạnh mẽ thật đấy. Mạnh mẽ. Anh em bên này, bên này. Anh Nguyên, tối còn đi chơi không? Tối em vào đời Hà Nội. Thế bây giờ, bây giờ nghe ông Thành là người Thái Nguyên à? Chưa lên người Hà Nội mà. Ơ thế em người Hà Nội, em làm ở Thái Nguyên. Vâng. À có bây giờ Hà Nội thì nó đang kiểu là mệt hồi xưa em làm ở Hà Nội từ lâu rồi, tắt máu nhiều quá. Bực đi Thái Nguyên chào vui luôn. Đấy là Thành ở lên đấy thì tự yêu dự án nên lên. Mở này trong ba lô này nước này nhiều này. Phải lấy trong ba lô. Lấy trong ba lô chưa nhỉ? Nước ở trong đó em mà cái ngăn to. Sao mà nhiều đồ vậy? Ôi có con dao này, có con dao đây. Ai để quên con dao này? Em vừa cầm em đặt xuống đấy để lấy nước. Rồi ạ. Em xin em cầm nhau à? Đấy. Nhìn bên cầm dao này. Đây để bên cầm hộp đây. Con gì không? Ghế. Ê! Ghê thế! Có túi gì ở trong kia à? Cái dao to bằng em rồi. Chị vừa đâu thì ở đây nó cũng trắng. Đang đi ra ngoài đảo nó cũng trắng. Đừng có vung vẩy em sau nhá. Đừng có đùa với con này. Có nhờ, đang ở trên thuyền không có dây trắng thật. Ờ, được đấy. Huy ơi, em có dây trắng hả? Dây trắng á? Tầm trong 5 giờ, 5 rưỡi về đến Hà Nội. Dưa trắng làm gì lần này? Ừ, đội đấy này. Ghi hả? Ghi hả? Bắt buộc nó phải giống hả? Cái kỹ thuật của anh ra. Bên đấy là thành nắng, cứ ngồi chịu có nắng một tí thì thành đâm.
Đây phải chịu được những cái người khác không chịu được. Đây là ghế ngồi này. Cái này chào mọi người đến nơi không ở đây. Em một cái xe đúng không? Thật ra mà anh đã làm được rất nhiều mặt hàng và anh luôn con người đây có ai có nút không giấy. Anh nhìn cái bộ quần tốt, cánh ngủ, quần em lên ở trên báo này, anh bảo mình